10 trên 11 nước Đông Nam Á ủng hộ huấn luyện viên Chu Xie tiếp tục dẫn dắt Việt Nam. Sau khi Việt Nam để thua 0-1 trước Indonesia tại vòng loại World Cup 2026, trên fanpage chính thức của AFC ASEAN Cup, cổ động viên Malaysia bình luận: "Với lối đá như vậy, đội tuyển Việt Nam gần như không có cơ hội vào vòng loại thứ 3. Tôi tin vào khả năng Iraq và Indonesia sẽ đi tiếp." Sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo ra đi, đội tuyển Việt Nam ngày càng suy yếu. "Tôi nghĩ các bạn nên thay huấn luyện viên," Jaru Watanachot, Thái Lan, nhận định. Trong khi đó, một cổ động viên Đông Timor có tên Rajat Wahyu lại mong muốn huấn luyện viên Chu Xie tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. "Không chỉ tôi, mà chắc chắn cổ động viên 10 nước Đông Nam Á còn lại, trừ Việt Nam, muốn huấn luyện viên Chu Xie tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Vì chỉ có như thế, những đội tuyển như Campuchia, Lào, Myanmar hay Đông Timor như của chúng tôi mới có hy vọng đánh bại đội tuyển Việt Nam trong tương lai."